Hằng à, anh đố Hằng à, cái chiếc bút bi anh đang cầm ở trên tay này nó có mấy ngòi? Một, hai. Anh cho Hằng à đếm lại đây, Hằng à đếm kỹ vào không là sai nha. Anh thắng thì làm sao ấy nhỉ? Cái bút này có hai ngòi, một này, hai này, cứ hỏi mãi làm gì? Thế thì Hằng à cầm lên tay xong đếm lại đi. Vừa nãy rõ ràng là hai ngòi, mà bây giờ lại trở thành một ngòi. Hai ngòi cái gì mà hai ngòi? Hằng Nga cận rồi, đếm từ gì lại thành hai ngòi? Thôi bây giờ Hằng Nga đếm lại đi. Thế thì chiếc bút này có một ngòi. Một ngòi thật không? Ê, wow. Hằng Nga lại đếm sai rồi. Có mỗi việc đếm ngòi bút thôi mà Hằng Nga cũng không đếm xong. Cái bút này kiểu gì ấy nhỉ? À, hóa ra là cái bút ảo thuật. Anh Thắng trêu em. Tưởng gì ảo thuật mà cái bút này á, em không biết làm. Anh Thắng nhìn đấy nhá, bây giờ em sẽ làm biến mất chiếc bút này ở trên tay em. Thằng Nga nó nhiều lắm. Chả thế. Tèm, mất rồi. Thấy chưa? Thằng Nga làm cái gì đây? Đâu nữa? Làm cái gì dạy anh nữa? Ôi, hay nhở? Chả thấy thì sao? À, anh nhìn thấy rồi. Thằng Nga để cái bút ở bên trên cái tay này. Trời ơi, thì anh cũng biết làm như này rồi. Gai lên tay, đơn giản. Giờ rồi còn đâu? Thằng Nga đang bỏ bên tay trái. Em cũng chưa thấy đây này. Không có gì dò sang bên tay phải đi. Anh Thắng mà làm giỏi ảo thuật thì biến kho báu ra đây xem nào. Đâu phải làm. Các bạn ơi, anh Minh Hằng à nhìn thấy một cái vùng đất. Nghe nói là ở cái vùng đất này có rất là nhiều kho báu ở bên dưới lòng đất. Bây giờ anh Minh Hằng à đang dùng cái chiếc gậy dò kho báu này, nhưng mà dò từ lên giờ chả thấy gì. Mà thôi, Hằng à mang đây anh dò cho. Chắc là Hằng à không biết dò sao ấy. Không biết dò gì, có mở cái gậy gậy của anh hỏng rồi. Chẳng thấy nó kêu gì cả. Hay hỏng rồi. Không hỏng làm sao được. Lần trước anh vẫn dùng cái gậy này để dò kho báu đấy nhá. À, Hằng à, anh thấy tín hiệu càng kêu càng ngày càng to nhá. Wow, hình như kho báu ở cái vị trí này. Nhấc cái khủng kho này lên để anh đào xuống bên dưới xem là có kho báu bên dưới nhá. Yeah, mạnh lên. Nào, bây giờ em ở đầu này, anh Thắng ở đầu đấy, nhấc lên nhá. Anh đếm 1, 2, 3 thì tụi mình nhấc lên nhá. 1, 2, 3. Yeah. Ui, không ơi, nặng lắm. Lại thêm một lần nữa. 1, 2, 3. Anh chẳng không dùng hết sức à? Không được rồi, bây giờ tụi mình phải nghĩ cách khác chứ. Thế này anh không nhức lối đâu. Anh có cách rồi, bây giờ anh sẽ dùng cái hòn gạch này để làm lực nha. Bây giờ Hằng Nga kiếm một cái cây thật là to, rồi sau đó là anh em mình làm đôi 7 phân là cái khúc khô này sẽ lên ngay. Đây rồi anh Thắng ơi. Que đây rồi. Que này là được rồi anh Thắng à. Ui trời ơi, que bé như thế này thì làm sao mà để được cái khung gỗ khủng lồ như thế. Anh này cứ thử xem, cây gỗ đấy cực kỳ là dai. Dai thì làm sao mà đẩy được, phải cứng thì mới đẩy được. Anh nha, đẩy cùng anh nha. 1, 2, 3. Khoan đã, từ chưa được, phải đẩy gần vào. Đấy, 1, 2, 3. Có báo đây rồi. Không cần nào. Ở đây có một con khủng long, hình như đây là hóa thạch khủng long anh Thắng ạ. Hóa thạch khủng long thì bây giờ anh Hằng Nga phải đập nó ra, chắc chắn bên trong sẽ có những cái bộ xương khủng long nhở. Đúng rồi. Thấy rồi, nhẹ tay thôi, có xương ấy kìa. Bộ xương khủng long màu nâu, nhưng mà không phải là một bộ xương hoàn chỉnh đâu, nhiều mảnh vụn lắm. Bây giờ mình phải lắp ghép vào anh Hằng ạ. Hình như đây là cái đuôi kìa. Đây là bộ xương về của bạn khủng long. Thế thì đây, anh cũng có một mảnh bộ xương về này, Hằng Nga. Thế thì đây là một lắp ghép lại là thành phần thân của bạn khủng long. À, anh biết rồi, cái phần cong cong như thế này chắc chắn là phần đuôi của cái con khủng long này rồi. Lắp cái đuôi xong là anh sẽ lắp lót một cái bên thân còn lại nha. Wow. Còn một phần cũng cong cong giống như phần đuôi, nhưng mà nó là cái phần cổ đấy. Khủng long gì mà đuôi dài rồi cổ nó cũng dài nhở. Chắc là con khủng long này ăn lá cây anh Thắng ạ. Cổ nó dài như thế này, chắc là nó với cỏ giống như con hươu cao cổ ấy. Anh sẽ lắp lốt cái phần thân còn lại của nó. Wow, bây giờ là nhìn giống rồi nha. Còn mấy cái chân này, mấy cái chân con chân nhỏ thì chắc chắn sẽ ở đằng trước nha. Ồ nhưng mà ngược rồi, cái chân này nó sẽ ở bên này. Ở đây có 4 chân, 2 chân dài thì sẽ ở đằng sau, còn 2 chân ngắn thì sẽ ở đằng trước. Hằng Nga đưa cái chân ngắn này. Không phải chân ngắn đâu, đây là tay của nó anh Thắng à, không phải chân đâu. Hai cái này mới là chân. Nó ngắn giống tay chứ không phải là tay đâu. Anh Thắng nhầm rồi, hình như là chân dài của nó phải ở đằng trước, còn 2 chân ngắn ở đằng sau.
Chắc là thế sao ấy, anh lắp đúng cái chân rồi. Này vào trước mãi chẳng được gì cả. Nhưng mà lắp vào đằng sau thì lại thấy hợp nhá. Thì chân của nó đằng sau đúng rồi còn gì nữa. Hai chân đã ở đằng sau rồi. Hằng Nga thử xem nào, bây giờ anh lắp vào, nếu như nhìn đẹp thì chắc chắn là phải rồi. À, lắp một chân dài lên đằng trước thì nhìn hợp ngay. Thấy chưa? Đúng rồi nha. Và đây là bộ xương của con khủng long ăn lá cây nha. Hình như là cái mồm của con khủng long này có thể mở ra anh Thắng ạ. Nhưng mà nhìn cái bộ xương này ghê ghê quá, như kiểu là khủng long ăn thịt ý nhở. Đúng rồi. Hằng Nga chả giúp anh gì, cứ ngồi ngồi đấy nghỉ cái gì đấy. Xem cái chỗ này của anh nắp vào đâu đi. Hằng Nga đánh giám là gì mà thô mày tối chứ. Không phải, em có đánh giám đâu. Có mà anh này ý, sao anh này lại đổ cho em. Thì ra là Hằng Nga chôn anh bằng bom thối à. Nhìn cái thằng này nó đang đánh giám. Đúng rồi. Nhưng mà Hằng Nga có còn quả nào không? Cho anh mấy quả đi. Em còn nhiều lắm này này. Tha hồ mà chơi. Thấy chưa? Có cả màu đen luôn á. Đúng rồi. Mà bom thối này có rất là nhiều vị luôn, chứ không phải là mỗi cái bạn mà chồng đít đánh giám đâu. Đâu? Đây nhá. Đây này, hương hoa này, hương sen này. Ui, nói chung là rất đây, là nhiều luôn. Đây là hương táo à? Đây là hương quả đào. Thế còn đầu lâu xương sọ này là hương gì? Đầu lâu xương sọ này à? Nguy hiểm lắm đấy. Thế này phải chạy thật xa. Nguy hiểm lắm. Anh đang làm gì đấy? Bom này à, còn lâu nó mới nổ. Thế thì em phải bóp thêm mấy quả. Hay là nó bị xịt thì sao ấy? Không phải xịt đâu. Bây giờ em sẽ bóp thêm hương vị đào. Thế thì anh sẽ bóp hương vị táo nha. Ba quả. Thắng ra còn vị gì đâu? Đây này, vị quả. Wow. Em sẽ bóp thêm. Thằng Nga, cái quả này nó bị xịt rồi. Căng như thế này mà nó không lổ kìa. Chắc là anh Thắng lớn xịt rồi. Ui, lổ luôn. Đấy là anh phải đập. Thôi anh Thắng, bây giờ em với anh này bóp hết chỗ này đi, để cho nó nổ. Anh sẽ bóp mấy cái quả đầu lâu xương sọ này nha. Thế anh này phải ấn thật mạnh vào. Đầu lâu xương sọ ạ. Ui. Ôi giời ơi, sao quả đấy nó lổ bé thế nhở. Tiếp nữa nha. Thử lên đây giờ. Wow. Thật trưởng. Thối quá. Có cả vị dâu luôn nha. Nhưng mà hơi thối Thắng ạ. Lổ ra vị dâu ạ. Wow. Quả kia bị xịt rồi. Nhưng mà ấy, mấy cái quả đầu lâu xương sọ này của Hằng Nga không một quả nào nó tự nổ cả, toàn bị xịt hết thôi. Hằng Nga phải hàng đảo rồi. Nếu như mà không tự nổ được thì em sẽ làm cho nó nổ. Gì Hằng Nga còn sợ nữa. Để anh làm cho. Ấy, quả. Quả này căng quá. Nhưng mà không sao, em đã mua được phiên bản nâng cấp hơn rồi đây này. Phiên bản này á, vừa nổ được lại bắn được ra rất là nhiều kim tuyến luôn. Ui, Hằng Nga mua to như thế này thì cứ mà nó nổ thành bom mà. Thì bom mà. Bùm, thấy chưa? Bom bắn ra rất là nhiều kim tuyến. Đây này, em mua rất là nhiều luôn, có rất là nhiều màu sắc. Anh Thắng thích màu nào? Anh chọn đi. Ở đây có nhiều màu nhỉ? Màu nào cũng đẹp luôn. Đúng thế rồi, thì bây màu giờ, xanh cũng đẹp. Hằng Nga làm lỗ màu xanh blue đi. Xé ra. Đây này, chị sẽ hướng dẫn các em chơi nhá. Ở trong này có một túi nước, mình ấn thật là mạnh ra. Sau đó là cho cái súng này nó căng phồng thật là to lên. Sau đó là mình mới bắn. Anh cũng bơm màu hồng nhá. Để đây. Thấy chưa? Có cái tiếng gì nhỉ? Nó đang bơm hơi ý, bơm hơi tự động ý nhỉ? Đúng rồi, như là kiểu là bơm xe đạp. Mấy cái khẩu súng này là phải chờ để cho nó căng lên. Nên là bây giờ anh Thắng rất hết ra, bóp ra cho em để cho nó căng lên tí nữa. Bắn mày đã. Dùng hết gà, thế thì anh sẽ bóp tên gà luôn. Một khẩu súng nha. Hai khẩu súng này. Ba khẩu súng này. Rất là nhiều luôn. Tha hồ anh Thắng chơi. Nhưng mà khoan đã Hằng Nga, bây giờ anh tò mò xem nào, ở bên trong cái khẩu súng này nó có cái gì mà nó lại làm lỗ mới cả bơm hơi được. Bây giờ anh Hằng Nga bóc nó ra xem đi. Anh đánh thấy chưa, rất là nhiều kim tuyến. Nhưng mà nó lại bay hết về phía này rồi. Cái này là của Hằng Nga, chưa cứng đâu. Không phải là cứng lắm, nhưng mà bóc cái này mỏi tay thật sự luôn. Ui, phải thật là mạnh mẽ thì mới bóp được. Chưa có cái nào cứng cả. Đây. Em không bóp được. Ui giời ơi, cái này xịt rồi, để một tí nữa. Thôi Hằng Nga phải để tí nữa đó.
À, anh thấy rồi nha. Ở bên trong thì sẽ có một ít bột bột này. Bột này không biết là bột gì, hình như là giống cái bột mà baking soda hay là sao ấy. Còn đây là cái nước gì ấy. Bóp ra thì nước nó sẽ trộn vào cái bột này, rồi sau đó sẽ bơm căng 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 hơi lên nha. Mấy bạn mà biết cái nước này là chất hóa học gì thì nhớ comment nha. Còn kim tuyến thì nó sẽ ở đâu nhở? Hình như là ở cái phần đầu này sao ấy. Đấy, bao nhiêu là kim tuyến luôn. Wow, wow. Khiếp, Hàng Nga bắn mạnh đấy. Một khẩu súng bẹt tim à, bao nhiêu là kim tuyến luôn nhở? Một kim tuyến rất là đẹp luôn, toàn hình trái tim này anh Thắng này. Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh. Ôi giời, gió to quá. Được rồi, yeah. Anh Thắng để em. Hàng Nga ngồi xuống đây. Em phải cây ghé vào bởi vì cái này hơi bẩn. Thấy anh thiết kế cái quả xích đu này có giống ở trong công viên không? Nhưng mà em ngồi tí thì sụp. Không sụp làm sao được. Anh thiết kế hơi bị chắc chắn đấy. Buộc dây, dây mới cả to như này cơ mà. Đúng nha, Hàng Nga ngồi đây. Hàng Nga duỗi chân thẳng ra. Anh sẽ đẩy cho Hàng Nga nha. Ui chi, wow, Phương ơi. Ui chi, chi, chi. Nhưng mà khoan đã, từ từ có con gì đốt nhỏ mà mông ngứa thế nhỉ? Anh đang tránh ra, anh có làm sao không? Ai bỏ anh mày? Kiểu gì ấy? Em bỏ anh mày tránh ra rồi, anh cứ đứng đấy làm gì? Quần áo của anh rồi nhỉ? Hàng Nga cố ý phải không? Anh cũng có nha Hàng Nga ơi, của anh nhìn còn xịn hơn của Hàng Nga. Bom nổ Pokemon. Đúng luôn, nhiều màu sắc thế này mới cả nhiều cách con Pokemon nữa. Đặc biệt là nó sẽ nổ nhanh hơn, nổ to hơn của Hàng Nga nha. Một cái dàn nhỏ nhỏ như này thôi, nhưng mà chắc là phải 10, 20, 30, 40 quả đấy. Nhìn đẹp như thế này, không lỡ nào mà làm nổ mấy cái em Pokemon này. Rồi, bây giờ là Thắng sẽ chọn này, những cái em Pokemon nào là mà xấu nhất thế sẽ làm nổ nha. Đây. Em này cũng đẹp mà. Uầy, Pokemon rùa nước anh Thắng này. Em này ở nhà anh cũng có nha. Wow, Pokemon hình quả chuối. Hình quả, ôi, nhìn cái mồm nó buồn cười nhỉ. Rất là nhiều hình Pokemon luôn. Bây giờ em sẽ thử làm nổi. Quá. Quá. Yeah. Ui, 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 ui. Ui, thấy chưa? Bên này. Quả em anh. Ui. Đấy, Hàng Nga thấy chưa? Mấy cả Pokemon của anh lổ nhanh như thế chứ. Chả thế, cái này nhá, anh phải vứt nhanh vào. Ui, nó bắn vào mặt ấy. Ui. Wow. Yeah, yeah. Thôi rồi. Bây giờ anh sẽ cho Hàng Nga một nửa nha. Hàng Nga đứng ở trong kia solo với anh. Ok luôn. Khiếp, súng của Hàng Nga mù lại đẻo rồi, bắn toàn bị xịt thôi. 1, 2, 3. Ai chơi đạt kìa đấy. Ui. 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 Nó bắn đầy vào người em. Chết. Của Hàng Nga toàn bị xịt thôi. Bom! Chết anh Thắng. Ui, mấy cái bạch dài thế nhở? Đau! Anh Thắng vừa hết quần rồi. Wow! Ui! Túi em hết rồi anh Thắng ơi. Hết rồi thì thôi, anh còn nhiều lắm nha. Thế thì chắc là anh này chậm rồi. Anh Thắng thua em hết rồi. Ui. Anh Thắng thua, em hết rồi. Ui. Đâu nữa. Mấy cái quả của anh dài thật đấy, bóp mãi mà nó không bị. Đây này, luôn. Vẫn còn rồi. Đây này. Còn 2 quả. Quả cuối cùng. Boom. Boom. Nhưng mà mấy cái súng này của Hàng Nga xịt hết rồi. Bắn không ra luôn. Hình như là ôi giời có một ơi. Cái là phải bắn luôn anh Thắng không phải người ta làm đảo quá bị xịt giờ bắn còn trả cái ra kim tuyến. Wow các bạn ơi, chơi mấy cái quả bóng Pokemon này bình lắm nha. Nhìn quần của anh này toàn mấy cái đốm trắng cả tay của em nữa em. Trắng đen xị dính nhỉ. Thế thôi nha các bạn ơi, hôm nay các bạn thích bom súng của chị hay là bom Pokemon của anh Thắng thì nhớ bình luận nha. Tất nhiên là của anh rồi, của Hàng Nga mua toàn bị đồ đẻo chả thấy nổi gì cả, nhưng mà của em đẹp là được.